có bốn con giáp tuổi trẻ long đông hậu vận lại giàu sang phú quý đó là một người tuổi tuất tuổi trẻ tuất thường đối mặt với những vấp ngã lận đận đủ đường tuy nhiên khi càng có tuổi thì họ càng trưởng thành và chững chạc gặp nhiều cơ hội kiếm tiền thăng tiến trong sự nghiệp thuận buồm xuôi gió 2. người tuổi mão tuổi trẻ người tuổi mão là giai đoạn thăng trầm khó nhọc nhưng hậu vận lại cực kỳ tươi sáng cuộc sống trở nên sung túc tài lộc dư dả ba Người tuổi thìn, sau khi vượt qua thời điểm khó khăn của tuổi trẻ, người tuổi thìn sẽ ngày càng vững vàng, con đường phía trước thuận lợi thênh thang, đón tài lộc nhiều hơn ở tuổi trung niên. 4. Người tuổi Sửu, theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu cực kỳ buôn ba, làm gì cũng gặp khó, thường dễ bị người xấu cản đường, nhưng đến trung vận sự nghiệp ổn định, con đường kiếm tiền ngày càng rộng mở hơn, thông tin tử vi mang tính chiêm nghiệm tham khảo.